Chào mừng mọi người đã quay trở lại với máy phiên dịch Atok. Hôm nay em sẽ test thử chức năng phiên của chiếc máy thông dịch Atok One để có thể trích xuất bản thu và bản dịch từ máy thông dịch sang điện thoại hoặc là laptop. Đầu tiên, mọi người nhấn vào phần chia sẻ. Sau đó, mình có thể sử dụng điện thoại vào camera để quét mã QR code. Lúc này trên điện thoại sẽ dẫn tới một liên kết. Mọi người có thể chỉnh lại ngôn ngữ thành tiếng Việt. Đồng thời, ở máy phiên dịch, mình nhấn chữ vào. Chiếc máy phiên dịch, mọi người có thể chọn ngôn ngữ. Bên trái là ngôn ngữ đầu vào và bên phải là ngôn ngữ bản dịch. Để thực hiện thao tác dịch, mọi người nhấn một lần, sau đó buông ra, nói tiếng Việt. Khi kết thúc câu nói, mọi người nhấn thêm một lần nữa. Sau đó, máy sẽ tự động dịch. Xin chào, bạn có khỏe không? Hello, how are you? Lúc này trên điện thoại sẽ trả lại bản thu và bản dịch. Mọi người có thể sao chép và gửi trực tiếp để có thể xuất bản dịch sang laptop. Đầu tiên mọi người, mình đăng nhập cái link này. Ở máy phiên dịch, mình nhấn chữ vào. Mọi người chọn ngôn ngữ. Bên trái là ngôn ngữ đầu vào và bên phải là ngôn ngữ bản dịch. Để thực hiện thao tác dịch, mọi người nhấn một lần, sau đó buông ra. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Khi kết thúc câu nói, mọi người nhấn thêm một lần nữa. The weather is fine today. Giống với điện thoại, laptop cũng sẽ trả lại bản thu và bản dịch. Atok xóa tan khoảng cách ngôn ngữ.